Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Vũ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Innotech Việt Nam. Công ty Cổ phần Innotech Việt Nam thành lập năm 2014. Đến bây giờ thì công ty có tổng cộng 3 chi nhánh, một ở Hồ Chí Minh, một ở Hà Nội và một ở Nhật. Năm 2008 thì tôi trở về nước vô làm một công ty Nhật. Sau khi trải qua một thời gian dài cống hiến và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khởi tâm từ cái việc là muốn đóng góp và cống hiến nhiều hơn cho khách hàng Việt Nam, cho quê hương mình, cho nên tôi đã quyết định ra lập nghiệp và thành lập công ty cổ phần Innotech Việt Nam. Innotech ra đời và phát huy thế mạnh ở mảng cung cấp dịch vụ, giải pháp, phần mềm tiếp thị, quản lý doanh nghiệp các lĩnh vực ngân hàng số, hàng không, phần mềm điện toán. Và để vận hành dự án hiệu quả, chuyên nghiệp, Innotech sử dụng đa dạng các công cụ, liên kết chặt chẽ với khách hàng, ưu tiên đảm bảo tiến độ thực thi cũng như bám sát yêu cầu đề ra một cách nghiêm ngặt. Innotech Việt Nam, một chuyên gia uy tín đi đầu trong ngành công nghệ di động tích hợp ứng dụng. Tôi rất là may mắn khi trong quá trình thành lập công ty luôn gặp được những cái người bạn đồng hành như là em Châu, như là em Tươi. Phải nói là rất là tự tin và rất là an tâm khi mà giao những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn cho các bạn. Xin chào mọi người, tôi là Lại Ngọc Thái Châu. Tôi đã gia nhập và gắn bó với Innotech được hơn 4 năm. Thời gian đầu công ty có rất nhiều khó khăn và ngay cả bản thân tôi cũng chưa đủ kinh nghiệm và kỹ năng để đảm nhiệm những vai trò mới. Với quyết tâm, nhiệt huyết và mong muốn lớn nhất là sự phát triển trong tương lai của Innotech, tôi đã nỗ lực cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn và cùng Innotech phát triển đến ngày hôm nay. Mình là Lê Thị Tươi, mình là kế toán ở công ty. Thì mình đã gắn bó công ty vào những cái năm đầu mà công ty mới thành lập. Những cái năm đầu thì công ty cũng có một số khó khăn, nhưng mà nhờ cái sự chân thành này, gắn bó, nỗ lực để mà vượt qua những cái thử thách đó. Khi mà vượt qua thì mọi người sẽ trở nên là gắn bó hơn, hiểu nhau hơn. Mình rất là vui khi là người đã, đang và sẽ đồng hành cùng với Innotech. Tôi tin rằng với tinh thần chiến binh và trái tim có lửa trong mỗi con người Innotech, chúng ta sẽ đưa công ty tiến xa hơn nữa và vươn cao hơn nữa trong chặng đường tiếp theo. Team của mình thì thường là chạy những cái dự án mà chuyên về mobile, về ngân hàng và tài chính. Đặc thù của cái ngành đó thì nó khá là áp lực. Dự án nó đa dạng, nó phong phú. Mỗi lần mình làm một dự án mới là một cái domain mới, cái kiến thức mới. Công ty chịu đầu tư cho mình những cái khóa học bên ngoài, tạo điều kiện cho mình học hỏi và phát triển hết tất cả những cái khả năng mà mình có thể. Những cái mà quyết định của mình là được sự tin tưởng 100% từ cấp trên, và đúng hay sai gì đó là mình có thể tự chịu trách nhiệm. Đối với mình thì mỗi ngày đều là một ngày vui và cực kỳ hạnh phúc. Sau 3 năm, Innotech tiếp nhập vào ngành công nghiệp lớn, hợp tác với những khách hàng tầm cỡ như ngân hàng và hàng không. Trong năm 2018, Innotech triển khai thành công ứng dụng Mobile Banking cho ngân hàng tên tuổi tại Việt Nam, ACB Bank. Tiếp nối niềm tự hào, Innotech cũng nhanh chóng trở thành đối tác chiến lược tin cậy của Commonwealth Bank, top 5 ngân hàng lớn nhất của Úc. Ngoài ra, Innotech Japan còn là đơn vị chính thức cung cấp giải pháp tự động hóa lập trình bay cho phi hành đoàn hãng hàng không nổi tiếng của Nhật. Khi xây dựng một phần mềm hay một trang web thì cũng tương tự như là bạn đang xây dựng một ngôi nhà. Nếu bạn muốn ngôi nhà của mình bền, đẹp thì bạn cần phải sử dụng những kiến trúc sư rất là có tâm, có tầm. Phát triển một cái dự án lớn như Mobile App thì trong quá trình phát triển cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Phải đưa ra một cái sản phẩm làm hài lòng tất cả khách hàng của ICB. Khi mà gặp những khó khăn đó, tôi được sự tư vấn rất là nhiệt tình, rồi những cái giải pháp đưa ra rất là cụ thể và chi tiết để cho ICB có thể chọn và đưa ra một cái sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng. Tôi tin rằng giá cả luôn đi kèm với lại chất lượng, và đội ngũ nhân sự của Innotech là những chuyên gia trong ngành. Điều đó đem lại chất lượng và các giải pháp vượt trội. Riêng tôi và ACB sẽ chọn Innotech làm đối tác thân thiết và chiến lược sau này. Tôi luôn hài lòng với khoản đầu tư của công ty tôi đối với Innotech. Độc vị tâm lý khách hàng, trân quý mỗi thử thách, sáng tạo và không ngừng phá vỡ rào cản của bản thân, vượt qua áp lực thời gian, mang đến sự chỉnh chu trong từng sản phẩm. Innotech với chặng đường 5 năm từ bệ phóng là sức trẻ, tri thức, hoài bão đã biến những điều không thể thành có thể cùng nhau. Ở Innotech luôn tràn trề tâm thái trẻ trung, năng động, làm hết sức,
chơi hết mình, gắn kết và thấu hiểu văn hóa nội tại ở Indotech chính là hạt giống được ươm mầm kỹ lưỡng, cùng với ý chí được rèn giũa giữa thực tiễn và sự bền bỉ cải tiến để hoàn thiện. Indotech đã có những bước bật nhảy mạnh mẽ, chứng minh cho sức mạnh đến từ một tập thể đoàn kết. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Các bạn ơi, hãy luôn luôn trau dồi kỹ năng để cùng Indotech bước ra thế giới. Indotech, sáng tạo, đổi mới, hoàn thiện, không ngừng dấn thân để đột phá. Nếu mà nói theo kiểu hài hước dí dỏm thì những người sếp của mình nó khá là lý lắc và dễ thương. Nếu mà nói thì ảnh hơi quái tính, hơi khó chịu, tại vì ảnh có thể gọi Trúc và meeting, Trúc meeting bất cứ lúc nào. Thì có những cái cuộc meeting nó rất là vui, nhưng mà cũng có cuộc meeting mà mình không đoán trước được những cái nội dung thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Đúng thiệt, đúng, thỉnh thoảng cũng có quái quái, thỉnh thoảng thì cũng khó tính và hơi cầu toàn. Anh mà có cái gì đó sai thì mong em bỏ qua. Tuy nhiên là anh rất muốn biết em là ai.